nói tiếng nào? Tại vì thấy sỉnh rồi em đâu có dám trả lời. Nói mày câm hả? Nói mày câm hả? Mày câm hay gì tao hỏi mày không trả lời. Em cũng nín thinh, em không trả lời nữa. Phục chó. Ôm đằng sau là sẽ cái linh lợi, giống như tài tình ít vậy đó. Anh sớt chia những buồn vui. Cảm nhận thôi nè, cảm nhận 30 giây nè. Rồi muốn nói gì nói đi, cơ hội cho bạn đó bạn trai. Cho anh cơ hội nha, anh hứa sẽ không làm cho hết giận. Mãi mãi ta là của nhau. Các Tường xin chào đón quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 17:40 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9, 18 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube NCV Media. Và bây giờ thì các tôi sẽ bắt đầu cho công việc mai mối ngày hôm nay. Hy vọng là sẽ thành công quý vị nhé. Quý vị khán giả hãy theo dõi và ủng hộ các tôi. Rồi, mời em gái vào trong nha. Rồi, mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra nghe. Rồi, chào em, trai sẽ giới thiệu trước nha. Đầu tiên thì xin chào chị Cát Tường và bạn nữ xinh đẹp bên kia. Trời, chưa biết mày xinh đẹp luôn không? Không, phụ nữ là luôn luôn đẹp. Dạ đúng rồi chị. Dạ đúng rồi chị. Quá. Em tên là Phạm Kim Tiền, năm nay 29 tuổi. Em là quê ở Vĩnh Long á chị. Quê tôi đó. À, em nghề nghiệp em là nhân viên kinh doanh. Em có ưa thích kinh doanh. Dạ bây giờ thì em làm ở bên Đồng Tháp á chị. Ủa vậy hả? Dạ. Qua Đồng Tháp. Lúc trước thì em làm kinh nhân kinh doanh bên Tân Hoa Sen, rồi giờ gọi là Hoa Sen Home á chị. Thì bây giờ em chuyển sang bên ngành khác là em muốn thay đổi bản thân. Em chuyển sang bên sữa, là sữa cô gái Hà Lan chị. À. Nên chút em cũng có món quà giống sữa cho bạn gái bên kia. À vậy hả? Sữa cho nó ú ù thôi, cho nó xinh đẹp. Dạ đúng rồi, em cũng thích bạn gái mà hơi ú ú. À vậy hả? Rồi điểm mạnh điểm yếu của Tiền là gì nè? Dạ điểm mạnh của em là em rất thích trò chuyện người khác, luôn luôn muốn tạo niềm vui cho người khác. Nhưng mà thật sự thì có những lúc thì gặp những người mình thích, bạn gái đó, là biết sao tới đó mình không có nói được. Trời, cái đó gọi là khôn nhà dạy chợ đó, đúng miền Tây mình nói vậy đó. Dạ, đúng dạ, đúng rồi, giờ mới ế tới giờ chị. À, ba mẹ hối lấy vợ gì chưa? Dạ cũng hối rồi chị. Sinh dạ. Năm nhiêu? À, sinh năm 93 chị. Ba ở dưới quê là cũng giờ đó cũng là có con có cái hết dạ, rồi. Dạ đúng rồi, tại mấy bạn em cùng nhắn lứa là ta đã có 20 đứa chưa. Dạ. Ba mẹ đặt tiêu chí gì để kiếm con dâu sao sao gì không? Thì bạn gái của em á, em muốn bạn gái của em là chuyển chạc chút là được rồi. À. Em không yêu cầu là xấu hay đẹp chứ. Rồi có ngại yêu xa không? Dạ không chị. Mời em giới thiệu về mình. Lời đầu tiên cho em xin chào chị Cát Tường, chào chương trình và chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Thị Hằng Ni, em 26 tuổi. Ừ. Em ở Hậu Giang. Hiện tại công việc chị đó thử xem làm công việc gì. Mà cái này chắc cũng có làm công việc gì, cũng giao tiếp khách hàng rồi dữ lắm nè. Cũng trao chuốt ngoại hình như vậy là biết làm đẹp. Thấy em lả lơi vậy đó. Chứ em là super. Chứ em là super. Cái gì? Ủa, shipper có bữa nào cô lái shipper bớt nguyên cái đầm trắng tùng xòe chạy đi giao hàng cho khách không? Dạ không chị. Những sự kiện quan trọng thì em mới ăn mặc đẹp. Còn em đi làm thì em mặc đồ thể thao không ạ? À, lâu lâu mình có cơ hội mình phải trưng diện ha. Là ship đồ thôi. Dạ, giao đồ. Làm công việc này lâu chưa? Em mới làm được có khoảng 2 tháng thôi. Ủa vậy hả? Gì trước đó em làm cái gì? Trước đó em làm chủ. Sao tự nhiên đang làm chủ là làm chủ gì? Làm con của chủ. Làm con của chủ mà chủ kinh doanh dễ gì? Dạ kinh doanh sắt thép. Tự nhiên từ sắt thép rồi giờ đi chạy đi làm rapper. Câu chuyện của em nó dài lắm chị. Dạ em tóm tắt trong 3 giây coi nè. Em có chồng, em ly dị. Ừ. Sau đó là em muốn tự tìm một người phù hợp với mình để mình bước thêm bước nữa. Ừ. Ở quê em thì em tìm không có được. Em quyết định lên chương trình. Cái lúc mà em ở nhà thì ba mẹ em bắt em làm công chúa không à. Ở nhà ăn ở không, đồ phụ gia đình coi sóc chứ đâu có làm gì đâu. Ừ. Rồi em chỉ không nói mình là super. Em chỉ không nói mình là super. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, biết kinh doanh, thích sống tự lập. Điểm yếu là hay quên. Trời đất ơi, rồi đi giao hàng có nào lộn không? Dạ không, vì cái cho tiền em không có lộn. Con là mấy tuổi rồi? Con em hiện tại 6 tuổi. Trai gái? Dạ con trai. Rồi thôi bây giờ em kể đơn sơ bộ cái chuyện hôn nhân của em cho chị nghe coi nè. Thì có người thấy em ở nhà thì cũng làm công việc nặng lắm chị. Nói làm chủ chứ em cũng làm công việc nặng lắm. Một mình em có thể cân 2 người công nhân. Ghê vậy đó hả? Em nói không tin chứ thật sự là vậy. Lúc mà em ở nhà là gia đình chỉ thuê có một người. Em được làm mai có chồng thì từ lúc mà gặp mặt làm mai cho tới lúc mà đám cưới được diễn ra là trong vòng 1 tháng. Trời ơi, nhanh dữ vậy đó hả? Lúc đó cũng muốn chồng á chị. Trời ơi. Với lại làm mai thì nhìn hai gia đình nói chung là cũng cân xứng thì chịu thôi chứ không có tìm hiểu xong. Rồi sau đó ở với chồng tính từ lúc cưới cho tới lúc ly dị luôn khoảng 6 tháng.
là lúc em ly dị là em có bầu 3 tháng. Chồng hơn em 5 tuổi. Lý do chia tay lớn nhất á, trọng bạn hơn trọng vợ. Và đặc biệt cái nữa là đánh vợ trong lúc vợ đang có bầu. Với còn thêm một cái tội lớn nữa. Khi mà hai chồng xảy ra đục đục á, thì mẹ chồng có gọi ra là con ơi, hai đứa làm sao. Thì nói dài nói dọc cho đã, thì cuối cùng em chốt nhẹ ăn câu: lúc em có bầu anh đánh em vậy, rồi sau này ly dị nữa thì làm sao. Anh trả lời câu ngọt xớt luôn: quýnh cho chết luôn, quýnh cho chết luôn. Lúc đó là em quyết định em ly dị, chứ không có tha thứ được nữa. Mà em làm cái giống gì mà để cho người ta quýnh hai cái trong khi mình đang có bầu? Câu chuyện đó nó cũng vui lắm đó chị. Bên ngoại em, ông anh ổng khai trương tiệm sửa xe. Thì buổi sáng có mời hai chồng em với lại gia đình ba mẹ em đi dự tiệc. Thì có rủ chồng em nhậu thì chồng em từ chối, là lấy lý do là còn chở vợ đang có bầu về. Nhưng mà tới chiều khoảng 6 giờ vậy đó, thì bạn nhắn tin: đủ rồi, đi nhậu tụi ơi. Thế là anh ta năn nỉ em cho bằng được. Em thì em nói dốc mẹ chồng là: mẹ ơi, cho hai chồng con đi ăn cháo, thấy chồng thích thì vợ chiều. Đi nhậu về em cũng có nói trước là lúc đó em đang có bầu nha, em không ăn uống gì được nha, em nói trước. Thì ra bàn nhậu em đâu có ăn uống gì đâu, em chỉ xem điện thoại. Nhưng tới chừng đi về á, thì ảnh hỏi em chứ sao không nói chuyện vui vẻ với bạn ảnh chơi vậy, sao không ăn uống gì trơn. Em đến thình, em không nói tiếng nào, tại vì thấy sỉnh rồi em đâu có dám trả lời. Hỏi mày cầm hả? Hỏi mày cầm hả? Mày cầm hay gì tao hỏi mày không trả lời. Em cũng đến thình, em không trả lời nữa. Phục chó. Ngồi trên xe nha, phục chó. Em đến thình luôn, em không trả lời luôn. Trên đường mà quẹo vô có cái hẻm vắng, quẹo vô hẻm vắng, đậu xe cái kịch, tính quýnh nữa hay gì đó. Nhưng mà đâu có ngờ, em chỉ hèn là hèn với khi có người khác bên cạnh thôi, chứ khi mà dồn em vô thế cục em cũng phải phản đòn. Em quýnh lại. Mới đậu xe lại mình quýnh trước rồi. Có thế mà. Có thế mà. Tại em từng luyện võ mà, em luyện có vài tháng hà, mà cách đây cũng lâu. Lúc mà 19 tuổi em còn đam mê. Mà có bầu mà phải tự bảo vệ bản thân chứ. Dạ dạ. Đúng rồi. Tay em thủ nó bảo hiểm, em lợi dòm ra làm sao. Em thấy là cái tình hình không ổn rồi, em rút nó bảo hiểm ra quay qua cái bóp liền. Bóp liền 3 cái. Trời ơi, có thục chỗ con cái ăn 3 cái bóp vô mà. Thấy em phản đòn thì cũng sợ, vì em cũng đang có bầu đó. Cái trở về mát mẹ, quýnh vợ cho đã và bị vợ quýnh lại mát mẹ. Em cũng hy vọng á, người bạn nam sau này của em á, làm gì làm, bạn bè vẫn bạn bè, ngày lễ, ngày đặc biệt bên cạnh em là được. Còn những ngày khác, bạn bè bao nhiêu em cũng không nói hết. Có những ngày quan trọng của gia đình, của người thân thì mình phải về. Rồi, đồng ý, cái đó thì chị cũng đồng ý. Em thấy sao về quan điểm của bạn gái? Em thấy cũng đúng á chị. Ví dụ như là mình có thể ở bên nhau, mình có thể như là đi có bạn bè đó, ví dụ như có bạn bè, ví dụ như có bạn bè, ví dụ tổ chức đó lâu thì chọc bữa anh đi chung bạn bè cho nó vui, chứ đâu phải là hai người bên cạnh nhau hoài đâu. Ví dụ như lễ á, đó là điều đương nhiên rồi chị. Nhưng mà không có được bỏ vợ nhà mình. Dạ, tự đúng rồi, mình chị. Đúng rồi, nói chung là đi đâu phải có đôi có cặp, nếu đã là vợ chồng thì đi đâu cũng phải có đôi có cặp. Dạ. Ý chị là vậy, trừ những trường hợp lâu lâu đặc biệt. Tình trường em sao? Mấy mối tình? Em thì từ đó giờ em có 2 mối tình rồi chị. Rồi, mối tình sâu đậm nhất là mối tình gọi là em nhớ tiếp vợ thì tưởng như là người năm tốt luôn chị. Là em quen gần 8-9 năm. Mà em trong sáng luôn chị. Như là em học từ hồi lớp 8 là em quen rồi. Mối thứ hai? Dạ, mối thứ hai là em quen khoảng có 1-2 tháng rồi chị. Thấy bạn gái á, phát hiện như là về bất ngờ á. Như tưởng như là bình thường em đi làm, lúc em làm Bến Tre đi về bất ngờ bạn gái á, bạn gái thì cũng đi làm giờ đó luôn. Thì tính vô nhà rước rồi chơi. Xong rồi thấy vô tình thấy ai chở, người ta đâu có muốn níu kéo mình đâu. Mà cái đó trong sáng hay trong tối? Cái đó thì trong sáng luôn. Trong sáng luôn. Trời ơi, bởi vậy thôi rồi rồi. Ông trong sáng hoài thì làm sao được. Ông tự như ngày xưa là em suy nghĩ thế này nè, là quen mình để đó, sau này là rồi cưới vậy đó. Bây giờ còn nghĩ vậy không? Chắc cũng sẽ thay đổi thời gian vậy. Cho em hỏi anh Nam thôi. Hỏi đi. Tính tới thời điểm hiện tại anh đã trong tối với ai bao giờ chưa? Nếu mà anh nói không em tin không? Em không tin. Ừ đúng rồi, thì có. Đi cà, đi cà. Nó thiệt mà, thì có nhưng mà nó gọi là nó phải nói là đếm trên đầu ngón tay luôn chứ không gọi là đếm không được. Có thì mình nói có được rồi chứ không có cần giải thích nhiều. Em sợ không có không? Dạ. Anh không có em mới sợ đó. Dạ đúng. Người ta sợ đàn ông không có đó chứ. Dạ. Phải ta sợ đàn ông có đâu nha. Dạ. Trời ơi, là có phải không? Dạ có. Biết mừng phải không? Dạ biết. Trời ơi, lo quá. Em có hình gì không cưng? Dạ có. Có hình không? Là chị coi coi. Kiếm em khó lắm nha. Kiếm em thì hơi khó, chứ tôi thấy kiếm cô này dễ ẹt à. Chưa chắc đâu chị. Được không? Chắc mình đây. Hả? Chắc mình... Đón bên đó hả? Dạ. Trời ơi, bên đây đón ông nào?
Ờ, đón gai mới hay. Cái ông lúc đó làm sao đó là hả? Thôi giờ tôi không biết, mở cửa trái tim đi rồi dòm nha. Cầm cầm nó đi, rồi mở cửa trái tim rồi tự coi có phải không. Rồi mở cửa trái tim. Hỏi đoán nhìn nhau luôn đi. Ờ đúng không ta? Hình như chất quất rồi. Đúng không ta nữa hả? Em chất quất rồi. Chất quất rồi. Ở bên đây. Dạ. Chất quất phải không? Tặng quà gì không? Dạ, tặng quà. Rồi. Dạ rồi, em cảm ơn. Em cũng có món quà em tặng anh. Đây là cái bức tranh. Rồi, cảm ơn. Tài thiệu sao? Rồi, cảm ơn. À, anh có 1 phút 30 giây để anh mở. Em nhờ chương trình bấm giờ giùm em nha. Nếu mà không được thì hết đất 10 cái. Rồi. 1 phút 30 giây. Rồi hết đất 100 cái cũng được nè em. 10 cái thôi. Không, hôm nay cũng xéo tay hay làm em, thấy được. Cái gì kìa? À, không cần đọc chữ nhưng mà anh có thể nào anh hiểu được cái ý nghĩa của bức tranh này không? Thôi cũng bị phạt luôn, hết đất luôn á. Trời, mấy cái này anh... Chỉ đơn giản một câu duy nhất thôi đó. Mà từ nãy giờ em nhắc là 2 lần rồi đó. Em thấy là... Nó nói là hai người hòa quyện nhau nhau, tự nhiên là ở bên nhau vậy đó. Anh nhìn thiếu rồi. Cho mãi mãi. Anh nhìn sai luôn rồi. Còn một lần cuối cùng. Chết già khó quá, tôi không giúp được đâu. Chắc là hết đất 10 cái quá. Em gợi ý cho anh là nhìn kỹ vào cái đồng hồ. Mình cộng giữa cái đồng hồ và cái tấm hình nó sẽ là ra cái gì. Tao. Em đoán câu dễ quá. 7 6 Dễ quá anh chắc. 5 4 3 2 1 Để em nói thôi ra. Mình xuống hít đất đi rồi lên nghe. Hít đất đi. Trời ơi. Để đó, để nguyên hiện trường đó. Hít đất đi rồi lên nghe. Đếm đi bà. Bà ác quá. 1 2 Bà cười sảng khoái dễ sợ. 4 5 6 7 8 Bằng được. 9 Nổi. Thử sức khỏe. Thử sức khỏe. Rồi hít thở, thở rồi hỏi cổ coi ý nghĩa gì mà bị anh bị phạt dữ vậy. Ý nghĩa của bức tranh em theo là hy vọng anh sẽ trân trọng cái thời gian mà mình hạnh phúc nhất. Ủa thế nãy nhỏ nói cũng gần đúng mà ta. Chỉ đơn giản một câu duy nhất thôi đó. Mà từ nãy giờ em nhắc là 2 lần rồi đó. Em thấy là... Nó nói là hai người hòa quyện nhau nhau. Tự nhiên là ở bên nhau vậy đó. Cũng tự tự chứ. Anh nói là hạnh phúc mãi mãi. Còn này là mãi mãi theo thời gian rồi. Tranh trọng thời gian hạnh phúc cũng vậy thôi. Bà ác vừa vừa thôi. Sao hồi nãy bà nói cái gì cũng giữa giữa này suy nghĩ sớm hơn chứ. 39 cộng 3 rồi kìa. Ờ. Trời ơi tôi nhìn vô thấy anh sẽ trân trọng mà. Ném cho anh cơ hội. Ừ, đó, ông này cũng lanh lắm chứ không phải vừa gì đâu. Thôi con muốn quà của ổng. 1 phút 30 giây mở quà. Thôi em dễ lắm chị ơi. Em hiểu ý nghĩa nào không? Ừ. Gì? Nếu em nói không sai thì anh sẽ hy vọng em và anh cùng nhau đi về chung một chuyến xe. Không có đâu á, tại vì anh là bên sữa, anh tặng em cái này cũng sữa anh á. Có gì đâu mà em nghĩ gì vậy? Chiếc xe rõ ghê. Không, ý là bên sữa của anh á thì nó có quà cho nó vậy mà. Nhưng mà anh muốn cái điều muốn là em nhìn nó lúc nào em cũng mỉm cười cho mọi thứ có thứ buồn cho qua đi. Mỉm cười chỗ nào, nhìn sữa mỉm cười chỗ nào? Trời hả, người ta ai cũng cười chân đó. À, em muốn là bạn nhìn vô bạn hãy mỉm cười đi. Vậy thôi đó hả, đơn giản quá. Em bởi phụ nữ hơi sâu sắc quá, đàn ông ta đơn giản lắm đó. Anh suy nghĩ đơn giản thôi, anh suy nghĩ sao? Quảng cáo sản phẩm thôi, có chiếc xe chạy chơi đẩy cười cười hè hè mỗi sáng là vui rồi. Dạ đúng rồi chị. Đúng không? Dạ. Cảm nhận đầu tiên mình gặp mặt nhau như thế nào? Thấy bạn gái dễ thương nè, rồi thấy chững chạc nữa. Như là phù hợp mà người mà em tìm kiếm đâu nè. Phù hợp luôn rồi đó hả? Dạ. À, rồi bên này thấy sao? Nghe cách nói chuyện thì thấy ảnh cũng chững chạc. Trong cái profile của em để là em thích người lớn tuổi hơn em. Từ 35 tới 40. Ừ. Sao bà không nghĩ trong profile người ta ghi là không có lấy người có chồng có con? Mà giờ gặp bà có chồng có con người ta vẫn chịu. Người bước vừa vừa thôi. Tại vì em không có ngờ được là ảnh là trẻ như vậy. À. Do là em đã từng có gia đình rồi. Thì em khẳng hơn. Bây giờ em lo có chồng rồi em tân trang lên cho nó đẹp nó trẻ. Chứ không lẽ giờ bắt chồng mình nó già đi. Hiểu không? Dạ. Yeah. Bớt khó đi. Bây giờ chị Tường nhiêu tuổi cũng lấy hết á. Miễn chịu lấy chị Tường, thương chị Tường là được rồi. Mà kiếm không ra.
mà kiếm không ra. Sự kết hợp hoàn hảo giữa 10 loại thảo dược cùng chiết xuất salicin từ vỏ cây liễu trắng và đạm thủy phân chứa 18 axit amin, thực phẩm bảo vệ sức khỏe xương khớp Nibifa, hỗ trợ tăng cường khí huyết, hỗ trợ mạnh gân cốt, hỗ trợ cải thiện các biểu hiện đau mỏi xương khớp. Một sản phẩm của Công ty Cổ phần Dược phẩm Ninh Bình. Thương em thì đó là đương nhiên, nhưng mà có thể là thương con của em. Cái đó anh làm được mà. Đừng hứa anh. Đúng rồi, em cứ cho thời gian em sẽ thấy. Cũng không có thể nào mà cầu toàn hết. Thương con mình là thương tình người. Người ta thương em, người ta sẽ luôn thương luôn con em. Nhưng mà nếu em kỳ vọng người ta thương con em giống như là con ruột của họ, cái đó cũng hơi khó nha. Giờ biểu tôi, giờ hỏi tôi, ai hỏi tôi câu tôi nói thương. Bây giờ tôi lấy chồng mà chồng tôi có con, hỏi tôi thương con chồng không? Thương, tại vì bình thường tôi vẫn đi làm việc thiện, vẫn thương, có thể giúp điều kiện kinh tế, lo cho nó chỗ ăn, chỗ ở, chỗ học. Mà biểu tôi ẩm bồng đưa đón đúc là tôi không làm nha. Nhưng mà tôi vẫn thương, tại con tôi còn chưa làm chuyện đó nữa mà. Hiểu ý chị nói không? Dạ. Mọi sự nó đều là tương đối, không có cái gì tuyệt đối. Bây giờ thì Tường mời hai bạn thưởng thức một bữa ăn cùng nhau, rồi còn trò chuyện với nhau cho nó hiểu rõ nhau hơn một chút. Một chút xíu nữa chị Tường sẽ quay lại, được không? Tôi phải làm việc cô này chứ cũng lanh quá đâu có được. Đây, trong đây là có hai cái nội dung. Một chút xíu mình vừa ăn, mình vừa bóc hai cái lá thăm đó lên, rồi mình chia sẻ về những cái câu hỏi, những cái chủ đề trong đó. Ở hồi nãy chị nói là cái này là em đọc cho anh làm hay là em đọc em làm? Ủa cái cậu cũng nói luôn á. Như là em đọc anh sẽ trả lời của em. Hãy chia sẻ một mong ước mà bạn muốn thực hiện mà chưa làm được. Mong ước của anh bây giờ như là tìm kiếm một người nào đó cùng anh chia sẻ buồn vui, cùng anh quán xuyến chuyện gia đình là được à? Muốn vợ lắm rồi phải không? Muốn vợ lắm rồi phải không? Ủa thì cái này nó quá trẻ, thật sự là vậy mà. Anh giờ cũng lớn rồi, người ta nói 30 bước qua gì 31 bước qua 33 bước lại vậy đó. Này cũng tranh thủ à. Này anh đọc của anh rồi. Nếu bạn nhận được một tin nhắn của một người lạ tình tứ nhắn tin cùng người yêu bạn thì bạn sẽ xử lý ra sao? Này căng nha, em sẽ làm gì đây? Đây đón nha. Em sẽ tự tự như là cuốn gói gì về nhà mẹ luôn. Sai. Em không có lồng lộn gì đâu. Rồi, em sẽ làm gì nè? Em im lặng đốn. Nhưng mà em không cuốn gói về nhà mẹ. Mà em đợi một ngày nào đó đẹp trời vui vẻ, em lật cái tin nhắn nó ra em hỏi. Hoặc là có thể là anh đã xóa rồi, nhưng mà em sẽ chụp ảnh màn hình lại. Hoặc là sau đó em vẫn sẽ hỏi ngược lại cái đó là cái gì. Chứ em không có mà bốc quả tại chỗ. Bốc quả tại chỗ thì có thể xảy ra xung đột giữa hai người. Con trai á, thường tùy người. Có người ăn dụng chùm nhắc mà có thể là ăn dụng thế nào không quay lại à. Em có suy nghĩ gì đó không? Không, em không nghĩ gì đâu. Anh nói vậy đó, nghĩa thế này nè. Nếu ví dụ như là nếu người ta lấy nhắn tin người khác thì em hài lòng nhất em cứ nói đi. Em cứ nói cho người nào mới biết là họ biết cách họ sửa, cho họ cơ hội quay đầu. Chứ em cứ im lặng người ta cứ tưởng là không biết. Ai mà không mắc lỗi lầm chứ. Là chỉ nhắn tin mà đâu có cái gì kia đâu sợ, đúng không? Thì tưởng như là sáng nắng tí thôi. Có vợ thôi phải quay đầu lại. Quan trọng là nhờ người vợ thôi à. Anh có tập game không? Tập game, trời em thấy vậy chứ. Nếu mà có tập thì đã từng thì đã có. Ngày xưa mà cái thời cái tấm hình em thấy á, cái tấm thấy của anh á, hình của anh hình mà có đỏ mỡ mớm á, ngày xưa là phim đó. Một thời gian là anh bị rồi tự như bị té cái chân bị nứt á, nên vô biển nhiều nên cái giờ nó mập. Người ta nói là phát tướng phát tài mà thiếu tình duyên đó. Em không hy vọng tương lai của em sẽ bị mập đâu, tại vì mập á là nó ảnh hưởng sức khỏe nhiều lắm. Mập á mình có thể giảm cân được bình thường mà. Đúng rồi. Đúng không? Tại vì ngày xưa cũng đâu vậy đâu. Thì mình phấn đấu là được rồi. Em cũng đang tìm người cùng em giảm cân này chứ. Thì ảnh thì anh làm thì anh chạy về tao tao chiều tập hai mình tập. Anh đoán thử xem em nhiêu ký? Em tầm 56, 54, 56 đó. Nếu là 54 anh cộng thêm 9 ký. Còn nếu là 56 thì anh cộng thêm 7 ký. Không này vậy cũng được mà. Mời đi ăn tối chưa? Em tính mời chị xuất hiện rồi đó. Ủa vậy hả chị? Trời ơi, coi như chị chưa xuất hiện đi. Trời ơi, thời gian của chương trình đâu có phải bây giờ muốn ăn tối nhâm nhi á, mấy tiếng đồng hồ á thì mình hẹn tối nay đi. Chứ bây giờ chương trình người ta có 30 phút, không lẽ giờ ngồi ăn 15 phút hết chương trình. Phải tranh thủ đánh nhanh rút gọn. Xa xôi lắm. Mời đi. Nếu mà tối nay có cơ hội em đi ăn. Bây giờ hỏi thiệt nè, thật lòng luôn nè. Nãy giờ cảm nhận về nhau như thế nào? Em thấy bạn gái cũng em thấy phù hợp với em. Em thấy bạn gái từ từ cũng nhờ chị á, dễ khúc mắt vậy đó. Nhưng mà em thấy bạn gái đó với em là khoảng gần 100 điểm mà chị.
khúc mắc cái gì chị chưa hiểu gì chứ? À, khúc mắc cái vụ mà hồi nãy chị nói bạn gái đó là cái vụ mà con cái đó nhà chị giải tỏa cái đó đó. Nên em cũng cảm ơn chị trước, nhờ cái đó thì bạn gái vẫn dễ dãi với em hơn, như tự như là cảm ơn chị nhiều. Mối này được chắc phải qua nhà tôi Vĩnh Long đem cái đầu heo qua nha. Được chị. Gần nhà đó, Dũng Liêm lên nhà tôi có xíu. Dạ. Rồi em nói thiệt cho chị nghe coi, thấy sao? Bạn trai được 70 điểm. Trời ơi, vậy là tốt quá rồi. Trời ơi, mô Phật tôi chứ kiếm nào xuất hiện trong đời tôi 50 điểm, 55 điểm tôi ráng vớt lên. Hồi nãy giờ em tưởng em cũng 40 không chứ. Vậy là mừng quá rồi. Mừng quá trời. Trời ơi, 70 là cao rồi, 70 là coi như khá rồi. Thay 30 đó để sau này nếu mà có cơ hội á, 30 đó sẽ full lên rồi. Nhưng mà bây giờ hai đứa đang ở xa nè, thí dụ đi làm rồi thì tính ví dụ như hẹn hò nhau thì tính sao? À, có thể như em làm thì chủ nhật có nghỉ không? Em nghỉ thứ bảy. Thứ bảy thôi cũng được, tại thời gian anh làm thì tự như là tại có sản lượng á, nếu em hoàn thành sớm á, tự như em sáng em chờ tự check in thôi là khoảng nửa tiếng làm chạy đi đâu cũng được chứ. Ê, nó nghe hai đứa dân miền Tây hồi nãy giờ bắt này rồi phải thục dầu rồi, em chưa có làm gì hết trơn, có hát hò gì tặng bè chương trình một khúc cho nó vui đi được không em? Đổ tay. Em hát thì không được hay, nhưng mà em xin trình bày một đoạn thôi. Mình yêu nhau đi. Hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, hay để cho chắc anh cứ lắng nghe tim muốn gì, rồi nói cho em nghe một câu thôi. Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Và dẫu cho mai sau có ra sao thì em vẫn sẽ hứa sẽ mãi yêu một mình anh. Anh nghe. Mình làm giống như bài hát nha. Đúng rồi, cùng ý chị, hãy ôm nhau đi, bước qua. Nhanh, thử cảm xúc. Xoay lợi, bà xoay lợi, rồi ông kia ôm coi. Mà muốn ôm trước, ông làm gì, ông làm luôn đi. Trời ơi, mệt mỏi quá. Cái gì vậy? Hai đứa làm gì vậy? Giật lộn hay gì vậy? Ôm mà ông không cho người ta sọt tay vô ôm vậy cô. Đàn ông phải bảo bọc mình chứ. Bảo bọc vậy thì quay đằng sau đi. Đất ơi, của hai đứa này không biết ôm đằng sau là ôm sao hả? Ôm đằng sau là xây cái lưng lợi giống như tay tình nít vậy đó. Cảm nhận thôi, là cảm nhận 30 giây nè. Rồi muốn nói gì nói đi, cơ hội cho bạn đó bạn trai. Cho anh cơ hội nha. Anh hứa sẽ không làm cho hết giận. Mãi mãi ta là của nhau. Bả làm như bả gái tơ vậy trời. Người ta chơi tân đây nè. Ồ, bả làm thấy ghê thiệt chứ. Cơ hội gặp đây là cái duyên rồi. Có nắm bắt hay không? Nắm bắt rồi có xây dựng được nó hay không? Đó là quyền của các bạn, đó là cái khả năng của các bạn. Tùy cái tâm của các bạn dành cho cái mối quan hệ này. Mình trân trọng nhau, mình tôn trọng nhau thì mình dành cái thời gian cho nhau. Mình cảm thấy không phải, không phù hợp thì mình lướt qua đời nhau nhẹ nhàng. Đó là quyền của các bạn. Chị Tường chỉ làm tròn cái trách nhiệm của chị, chị cố gắng để kết nối các bạn lại với nhau thôi. Đó. Thì bây giờ là đến cái lúc mà các bạn phải đưa ra cái quyết định của mình. Cái chương trình này mình nói vậy thôi chứ tôi chị Tường làm đây bao nhiêu năm, đã có rất là nhiều cặp đôi đã kết hôn sinh con đẻ cái luôn rồi. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. Sau 3 tiếng đếm chị Tường đồng ý hẹn hò thì bấm nút. Không đồng ý có quyền lấy tay ra, quyền của các bạn nhé. Hãy làm theo những gì suy nghĩ, lý trí, trái tim của mình mách bảo. Không cần lịch sự, không cần vì ai cả. Hãy vì chính mình, cho mình cơ hội nếu có thể. Một. Cảm nhận đầu tiên mình gặp mặt nhau như thế nào? Thấy bạn gái dễ thương này rồi, thấy chững chạc nữa. Nên là phù hợp mà người em tìm kiếm lâu nay. Phù hợp luôn rồi đó hả? Dạ. Yeah. Trong cái profile của em để là em thích người lớn tuổi hơn em, từ 35 tới 40. Ừ. Hai. Thương em thì đó là đương nhiên, nhưng mà có thể là thương con của em. Cái đó làm được mà. Đừng hứa anh. Đúng rồi, em cứ cho thời gian em sẽ thấy. Hết thời gian. Bấm chưa? Vậy rồi. Rồi sao nó không kêu? Bấm coi. Đúng rồi. Bây giờ nó mới kêu á.
nha. Rồi bây giờ cho chị hỏi là rí lúc nãy bạn gái không bấm nút thì em suy nghĩ sao? Em có suy nghĩ là chắc em không phù hợp với bạn gái thôi. Ừ, em có buồn không? Dạ không chị ơi, có gì như là mình không phù hợp với người ta thôi. Có tin vui thì báo chị Tường biết. Đây, gửi tặng em gái món quà làm đẹp từ chương trình nha. Nắm tay nhau. Rồi bây giờ đó bà dẫn dắt bạn trai coi nè. Hồi đó giờ chương trình này toàn là bạn trai hung bạn gái không. Bây giờ bạn gái hung bạn trai một cái. Kỷ niệm ngày gặp nhau coi nè. Đó, vậy mới được chứ. Rất là dễ thương. Rất là vui vì ngày hôm nay hai bạn đã bấm nút hẹn hò với nhau. Chúng ta cùng theo dõi và chúc phúc cho họ quý vị nha. Cũng cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều luôn luôn theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, đối với những cặp đôi thành công thì chương trình sẽ dành tặng cho hai bạn một phần quà, đó là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple vừa ra mắt với những cái tính năng nâng niu tình yêu và giúp cho các cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Và các Tường cũng xin thông báo một cái thông tin tuyển chọn những người đăng ký tham gia chương trình hẹn ăn trưa. Quý vị có thể gọi điện thoại trực tiếp đến số điện thoại 0942 461 309 để đăng ký tham gia chương trình, hoặc liên hệ với fanpage hẹn ăn trưa. Và quý vị nhớ chia sẻ thông tin này thật nhiều để cho nhiều bạn đang còn loay hoay tìm kiếm một nửa yêu thương của mình biết cái nơi tin cậy để đến gặp các Tường, cho các Tường có cơ hội mai mối giùm cho các bạn nhé. Kính thưa quý vị, và chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 17:40 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9, 18:00 thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ thì các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.